AS Esports có nguy cơ giải thể, chờ thế lực mới ở VCS 2023. AS Esports sẽ giải thể chỉ sau đúng một mùa giải thi đấu VCS. Thông tin này xuất phát từ việc fanpage chính thức của đội tuyển bất ngờ bị xóa, đồng thời không còn bất cứ thông tin gì trên mạng xã hội, từ tổ chức cho tới tuyển thủ. Sau khi thi đấu xuất sắc và vượt qua Team Flash ở vòng loại VCS mùa hè 2022, AS trở thành đại diện mới toanh của giải Liên minh hàng đầu Việt Nam. Với dàn nhân sự gồm toàn những cái tên trẻ, không khó hiểu khi đội tuyển này chỉ đứng thứ 7 chung cuộc và phải đánh vòng trụ hạng vào mùa tới. Dù vậy, AS cũng để lại nhiều dấu ấn cũng như những cá nhân tiêu biểu như là xạ thủ Aoji. Vì thế, nhiều fan hy vọng đội tuyển sẽ tích lũy kinh nghiệm và trở lại mạnh mẽ trong mùa sau. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay thì khả năng AS tiếp tục tham gia VCS là không cao. Cách đây không lâu, đội tuyển này từng vướng tin đồn nợ lương tuyển thủ kéo dài lên tới 3 tháng. Chính điều này được cho là nguyên nhân khiến nhiều thành viên không có động lực thi đấu vào cuối mùa. Huấn luyện viên Naun tuyên bố rời đội hồi tháng trước. Vì thế, tương lai các tuyển thủ còn lại được cho là cũng tương tự. Hiện cộng đồng cho rằng AS sẽ bán suất tham dự vòng thăng hạng VCS mùa xuân 2023. Do đó, cộng đồng Liên minh Việt đang mong chờ một cái tên mới tiềm năng hơn sẽ xuất hiện để giải đấu hấp dẫn hơn trong mùa tới.